Sao mà thịt mặn thế này? Cô thừa biết cái cuộc hôn nhân của chúng ta ấy không xuất phát từ tình yêu mà ra. Cô cút ra khỏi nhà tôi! Tôi bảo cô ấy ở đây là cô ấy phải ở đây. Sau đợt này, em lấy nốt số tiền của lão Kiên, rồi chúng mình cao chạy xa bay nhá. Bởi vì cái loại đàn bà con gái mà đi quan hệ với người đàn ông có gia đình rồi thì là cái loại chả tử tế tốt đẹp gì đâu. Alo, cô là... Này! Ai cho cô tự ý nghe điện thoại người khác đấy? Hả? Tại em thấy chuông điện thoại kêu mãi mà không thấy anh ở đâu. Từ nay về sau ấy, dù điện thoại của tôi có như thế nào tôi cấm có động đến, nghe chưa? Động vào tôi chặt tay ấy! Mà giọng nữ trong điện thoại của anh là ai đấy? Có phải... Sao? Bây giờ cô còn dám chất vấn tôi nữa cơ à? Hả? Đúng rồi đấy. Tôi có người đàn bà khác rồi đấy. Sao? Có việc gì à? Anh quá đáng vừa thôi. Dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng cơ mà. Anh không... Không gì? Không gì? Không được phép cặp kè với ai khác ngoài cô à? Hả? Tôi nói cho cô biết, tôi ra ngoài, tôi đi với ai, cặp với ai là việc của tôi. Cô không có quyền gì mà xen vào nhá. Nếu như không chịu được ấy, thì ly hôn. Anh muốn ly hôn như vậy cơ? Đó là điều rõ ràng. Cô thừa biết cái cuộc hôn nhân của chúng ta ấy không xuất phát từ tình yêu mà ra, là do bố mẹ của tôi và cô có hôn ước từ trước nên mới sắp xếp tôi và cô vào cuộc hôn nhân này. À đâu, không được nói thế. Là gia đình tôi có nợ với gia đình cô mới đúng chứ. Nên tôi mới dùng cái thân này để báo đáp cho cô. Thế tại sao ngay từ đầu anh lại đồng ý? Cô không biết à? Là vì ông bà già tôi ép tôi đấy. Mà thôi, cái việc này đâu quan trọng. Quan trọng ấy là cuộc hôn nhân của chúng ta dù gì cũng kết thúc thôi. Nên là vợ chồng mình kết thúc nó sớm đi nhá. Anh... Cô không đồng ý à? Được thôi, thế thì cô cứ bám víu lấy cái mác phu nhân giám đốc đi nhá. Dù gì tôi cũng biết là gia đình cô ấy cũng chỉ vì tiền thôi mà. Giống em đấy. Anh Kiên, cô ta là ai? Xin giới thiệu với cô, đây là giúp việc của tôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ ở đây và hộ đỡ cho gia đình chúng ta nhá. Nhà này không cần giúp việc, anh đuổi cô ta đi đi. Cô không muốn nhưng tôi muốn. Anh quá đáng vừa thôi. Anh bảo cô ta là giúp việc á? Giúp việc nào mà ăn mặc đầu tóc như thế? Giúp việc mà lại còn ôm mặt chủ cơ. Anh tưởng tôi bị ngu à? Ồ. Hôm nay cô lại thông minh ra phết đấy nhở. Đã vậy tôi xin tuyên bố với cô luôn, đây là Linh, người yêu mới của tôi đấy. Có sao? Đáng nhẽ tôi không định đưa cô ấy về đây đâu, nhưng khổ nỗi cô ấy đã mang thai đứa con của tôi, nên hôm nay tôi mang cô ấy về đây để cho vợ chăm sóc đấy. Được không? Cái gì cơ? Cô ta với anh có thai á? Em chào chị. Bây giờ em ở đây rồi thì mong chị giúp đỡ ạ. Cô cút ra khỏi nhà tôi! Tôi bảo cô ấy ở đây là cô ấy phải ở đây. Còn cô không chịu được thì cút ra ngoài. Anh đúng là đồ đê tiện. Chị ta là vợ của anh đấy. Bảo sao anh chán là phải. Đến em là phụ nữ, nhìn còn không mê được nữa là... Mà là vợ giám đốc. Chúng xấu xí quê muốn, phát sợ đi được. Con đàn bà này
chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Sớm muộn gì anh phải tống cổ nó ra ngoài đường. Để danh chính ngôn thuận đón em và con về nhà chứ. Thôi nào, con sợ bây giờ đấy. Người yêu của anh ăn thịt nha. Ăn nha. Trời ơi, sao mà thịt mặn thế này? Đi ăn miếng trứng nhá. Thôi, nhìn đã thấy không muốn ăn. Thế người yêu anh ăn gà nhá. Cả cái miếng gà to đùng như này làm sao mà em ăn được. Thế măng nhiều thịt được không? Không. Mà anh này, chị My cố tình nấu những món này để em không ăn được. Để con không có chất, không lớn được đúng không? My, không nấu cơm kiểu gì đấy hả? Nó có mỗi bữa cơm mà không xong là như nào? Đấy là do cô ta không ăn được chứ. Có phải là do em nấu dở đâu. Ngày nào mà em phải nấu như thế. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Cô liệu mà nấu cơm như tử tế nghe chưa? Không thì lướt. Ai dám đuổi con dâu của tôi đấy. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi ạ. Mẹ đến lúc nào đấy? Sao mẹ không nói trước với bọn con? Mẹ có việc đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm hai đứa sống như thế nào. Ai ngờ lại đổ đối được như thế này. Kiên, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên lôi cái người lạ mắt lạ hơi ở đâu về đây, rồi bắt vợ anh để phục vụ là sao? Thôi mẹ, chuyện gia đình con để con tự xử đi. Đúng, chuyện riêng của gia đình anh, nhưng nó là bộ mặt của cả cái gia đình này. Cho nên là ấy, không phải anh thích làm gì là làm đâu. Cháu chào bác ạ. Cháu là... Cô im ngay. Tôi chưa hỏi đến cô. Cô chưa đủ tuổi để lên tiếng trong cái gia đình này. Thì mẹ bảo suốt ngày giục con là có cháu còn gì nữa. Bây giờ có mang cháu ở cho mẹ giống lên gì. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Thì con là bây giờ ấy, người yêu con đây này, Linh có thai rồi. Là đứa cháu tôn của mẹ đấy, được chưa? Con bé này nó có thai rồi á? Này, liệu nó có phải là con của con không? Sao bác lại nói như thế ạ? Thế con của anh Kiên thì con của ai ạ? Tôi không thể tin được. Bởi vì cái loại đàn bà con gái mà đi quan hệ với người đàn ông nó có gia đình rồi thì là cái loại chả tử tế tốt đẹp gì đâu. Thôi mẹ, mẹ đến đây mẹ ăn cơm cũng ngon thôi. Hôm nay lại còn dám cãi cả mẹ cơ đấy. Đã vậy thì tôi ở đây đấy, để xem anh có dám đuổi tôi không. Sao? Anh cho người đàn bà lão hoắc đến đây ở được. Thế mà mẹ anh muốn ở đây vài bữa, anh lại ngăn cản à? Đâu ý ấy. My, vào đấy bắt đũa cho mẹ đi, mẹ cũng chưa ăn cơm đâu. Vâng, ngủ bên đây ạ. Phim này hay mày nhỉ. Bây giờ em muốn ăn cái gì? Kiên. Dạ. Đi đâu đấy? Linh đang ngén thế này, không ăn được gì mẹ ạ, nên con phải đưa cô ấy ra ngoài ăn. Vẽ chuyện. Nhà thiếu gì đồ ăn mà phải đi ra ngoài. Thôi, để đưa cô ấy ra ngoài, mẹ ở nhà ăn cơm đi nhá. Đi. My à, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Thằng kia nó lầm đường lạc lối, rồi nó sẽ phải hối hận thôi. Dạ, con hiểu rồi ạ. À, con đợi mẹ một chút nhé. Mẹ có cái này hay lắm. Cái gì thế hả mẹ? Đây là bộ mỹ phẩm cao cấp của cô Hiner. Mẹ mua về cho con đấy. Con dùng đi hiệu quả lắm. Nhưng mà từ trước đến giờ con đã bao giờ dùng mỹ phẩm đâu ạ? Đấy, chính vì thế nên thằng kia nó mới đi ra ngoài tòm tem đấy. Là phụ nữ ấy,
thông minh, giỏi giang không chưa đủ, mà còn phải xinh đẹp nữa. Đẹp thì mới có quyền. Con không thấy con Linh ấy, nó ở nhà suốt ngày mà vẫn phấn son loè loẹt đấy. Mẹ thấy con đơn giản quá cũng không được đâu. Vâng ạ. Thế những sản phẩm này dùng như thế nào hả mẹ? À, đây nhá. Cái này là viên uống đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina này, tảo lục chozella, glutamin với tinh chất cần tây kết hợp với cả sâm tố nữ collagen, giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Mỗi ngày con uống cho mẹ 2 viên. Rồi kết hợp với bôi kem chống nắng Rich Skin. Kem chống nắng này không những có tác dụng chống lại các tia UV của mặt trời này, lại còn làm trắng sáng da, giảm vết thâm nám, tàn nhang, rồi còn có tính chất đàn hồi da nữa. Rồi trước khi đi ngủ ấy, nhớ phải bôi kem Rich Skin Night Cream này vào. Đây là kem đặc trị nám. Chỉ đơn giản như thế thôi, con có nhớ không? Nếu mà không nhớ để mẹ ghi ra giấy cho. Thôi không cần đâu mẹ, con nhớ rồi. Thì bây giờ bôi kem chống nắng vào cho mẹ xem nào. Dạ. Con cứ yên tâm, chỉ cần dùng một thời gian thôi là có hiệu quả ngay đấy. Alo anh à, em nghe này. Ơ, gặp anh á? Không được, em làm sao mà đi được? Bây giờ đang trong thời điểm quan trọng. Em mà đi bây giờ thì chết. Sau đợt này, em lấy nốt số tiền của lão Kiên, rồi chúng mình cao chạy xa bay nhá. Biết rồi, thế nhá. Mẹ à? Tôi không có quan hệ mẹ con gì với cô. Tôi hỏi cô nói cô có thai với thằng Kia mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng rồi ạ. Thế cái băng vệ sinh cô vứt trong nhà tắm là của ai? Cô đừng nói là của tôi nhá. Mà cũng đừng nghĩ là của cái My. Tôi hỏi nó rồi, không phải của nó. Làm sao mà của con được ạ? Con đang có thai mà mẹ. Cô dám lừa gia đình tôi là cô có thai à? Hả? Sao mẹ lại nói thế ạ? Con có thai thật mà. Có chuyện gì thế hả mẹ? Có chuyện hay rồi đây. Người phụ nữ này lừa con là có thai, nhưng thực ra là không phải. Mẹ có thấy cô ta tới tháng nữa cơ mà. Linh không... Như thế là sao? Hả? Không phải đâu. Tự nhiên mẹ nói là em giả vờ mang thai. Em cũng không hiểu chuyện gì cả. Cô lại còn dám cãi nữa à? Thế cái này là cái gì? Con xem đây này. Hay nhỉ. Thì ra cô bước chân vào nhà tôi, giả vờ có bầu, lại đào mỏ. Hả? Không phải như thế đâu. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Em hiểu anh thật lòng mà. Đến nước này mà vẫn còn già mồm à? Cô đúng là cái loại đàn bà không ra gì, không biết nhục mặt. Cút.
Cút khỏi khuất mắt tôi trước khi tôi không kiềm chế được. Em xin lỗi. Cút! Đây làm gì đấy? Vào đây để đi ngủ chứ làm gì nữa? Chồng ngủ phòng vợ không được. Ý em không phải là thế. Nhưng mà bình thường anh hay ngủ phòng riêng của anh cơ mà. Không thích. Bây giờ thích ngủ ở đây. Được chưa? Tắt đèn đi. Rảnh chiều. Để làm gì ấy? Thì đi mua bikini, đi du lịch, được chưa? Mình đi du lịch á? Sao lại như thế? Thì từ lúc cưới giờ có đi du lịch được đâu. Mày đi tuần trăng mật nhá. Tại sao lúc anh cáu, anh không được đáng yêu như này đi? Mà nhá, đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh đấy. Lần sau anh mà còn như thế nữa thì đừng có trách em. Lần này là em vì mẹ thôi. Nhớ chưa? Anh biết rồi.